Xin chào tất cả các bạn mình thờ ông chuyên. Hôm nay rảnh thì mang cái đèn mới mua ra soi nội thất như nó như thế nào. Cái đèn này thời gian qua là một số shop bán quảng cáo rầm rộ trên đủ các trang mạng xã hội luôn. Lúc đầu không định mua đâu, thấy quảng cáo nhiều quá mua về xem như nào. Vì mình ban đầu mình không đánh giá cao về những cái đèn như này. Vì cảm quan ban đầu nhìn cái đèn tấm pin năng lượng mặt trời bé tí này làm sao mà sạc được pin. Ra nó phải to gấp 10 lần này mới sử dụng được. Tấm pin này, những cái đèn năng lượng mặt trời mà lại tốt một tí thì tấm pin nó phải gấp 10 lần như này và nó sẽ sạc được cho cái viên pin tầm 2000 mAh nhé. Cái này bé quá. Tính năng thì nhiều này, đèn sáng này. Gọi là trong video là quảng cáo sáng nhưng mà nhìn ngoài nó bình thường thôi. Nhìn qua camera nó hơi lóa. Tính năng thứ hai sạc điện thoại này. Tính năng thứ ba là quạt này. Còn về năng lượng cung cấp cho nó này, đầu tiên lấy được từ tấm pin năng lượng mặt trời này, hai là sạc 220 này. Ba là chạy bằng pin ngoài. Nó thiết kế nhiều tính năng phết. Nhưng quan trọng các tính năng có làm việc ổn không? Test về quạt đi. Quạt chỉ ồn thôi, độ ồn cao, mát thì không ăn thua đâu. Tốc độ gió được 2,8 mét trên giây thôi, yếu lắm, yếu hơn cái con Senko của mình ở đằng kia kìa. Tiếp theo test về sạc điện thoại nhé. Sạc điện thoại này 4,2V, chưa được 0,1A. Cái này sạc thì bao giờ mới đầy? Mình nói về cái độ sáng của đèn này thì gọi là nhìn trong camera nó chói thôi nhưng ngoài nó cũng bình thường. Nó không bằng con này của mình đâu. Camera nó điều chỉnh độ sáng này nhìn thế chứ cái sân hào này ngoài nó sáng hơn nhiều. Ở đây mình đang chưa đặt cho làm việc mát, làm việc mát đặt 5V thì sáng quắc luôn. Và bây giờ mình sẽ phẫu thuật nữa. À, nó có một công tắc nhạy ở đây, khi đóng nắp vào nó tự động tắt đèn này, mở ra nó sáng này. Xem quả pin nó đâu. Mạch nó khá đơn giản này. Pin không tên không tuổi nữa. Ai chà, ba quả pin đấu nối tiếp không có mạch bảo vệ. Một phẩy năm V. Nó theo chuẩn pin nên sai 3A hay sao đấy. Cùng cỡ nhau, cùng cỡ pin 3A này. Ba quả, à chế được đấy, chế đồ được đấy, ba quả này chế đồ đấy. Thì đối với cái mạch này không biết nó sạc bao giờ mới đầy được ba quả pin này đây. Chả đo dung lượng nữa. Tụ cầu diode nọc để hạ xuống 4,5V.
Đây này, về cái gì, về cái mạch nó nhìn này. Mạch sạc USB không hề có mạch gì để bảo vệ để nâng sạc USB cả. Ba quả pin này mắc nối tiếp nhau lên 4,5V, tầm 4,6 4,5V và cấp qua trực tiếp qua USB để sạc điện thoại thì nó không thể đảm bảo sạc điện thoại tốt được. Cái tính năng sạc này để làm màu thôi, để cho có thôi, không làm gì được đâu. Để sạc những cái phần khác thôi, không sạc điện thoại được. Khi cần sử dụng nguồn từ ba quả pin này thôi. Đấu thẳng luôn này. Không có cái mạch gì cả. Không nâng áp, không hạ áp đấy. Còn về phần dây sạc của nó, dây sạc 220 này. Dây điện 220 chất lượng rất là kém, không có thông số gì cả, bé nhỏ này. Ít ra phải như một cái dây bình thường này thì nó to và nó có thông số chứ. Okay. Tổng kết lại thì mình không đánh giá cao con này. Đây có ba quả pin này, một phẩy pin size 3 này. Nên sẽ đấu song song với ba quả pin này thôi. Hết ba quả pin này thì mua ba quả pin này về cắm vào để dùng. Cái quạt thì chạy mạnh, tiếng ồn lớn nhưng mà gió yếu thôi. Đường kính thì rất bé, gió ra yếu. Chỉ được cái là kêu to thôi. Cổng USB để làm màu không sử dụng được. Tấm đèn năng lượng mặt trời này cũng để làm màu thôi. Gọi trong trường hợp cần thiết lắm. Ví dụ như các bạn làm trong rừng sâu chẳng hạn. Ôi có một cái chữ cháy thôi chứ còn dùng cái này không dùng được đâu. Sạc cả ngày không đầy pin được đâu. Còn sạc 220 thì phải kiếm dây xịn mà dùng nhá. Dây này dùng quá ngày chập cháy nguy hiểm. Không đảm bảo an toàn tính mạng và sức khỏe. Rồi, nó chẳng có gì để đánh giá cao về nó cả. Cho chỉ được cái là nó quảng bá tốt rồi. Đầu tư thương hiệu rất lớn, nhiều quán bán hơn 200, mình mua này dưới 100 rồi. Nhìn thấy nhiều shop bán quá. Mình không thích mua đâu, nhưng mà mua về để gì? Để xem chất lượng như nào mà nhiều shop cứ quảng bá nó lên. Còn nếu mà một con người kỹ thuật thì các bạn nhìn cái tấm năng lượng mặt trời bé như này thì bỏ đi, không dùng được đâu. Ít ra nó phải bằng bàn tay của mình nhé. Con bé này không bao giờ sử dụng không tác dụng, mình nó chỉ để trang trí thôi. Video mình đây kết thúc, hẹn gặp lại bạn trong lần tiếp theo.